Đáng tiếc máy in của họ không in được nhiều màu, nên hai anh em phải bóc tách lần lượt từng màu để in. Sau rất nhiều quá trình in ấn, từng kẹp tiền giày đã được ra đời. Tiếp đó, một bước còn quan trọng hơn, đó là cái dây bảo mật chống tiền giả. Không ngờ giải duy băng ánh kim này lại được mua rất rẻ ở Trung Quốc. Cuối cùng là ký hiệu số series cũng được đập xong. Cứ như thế, một tờ tiền đã được hoàn thiện. Nhưng xem tờ tiền mới, Sadip phát hiện một vấn đề. Anh lập tức lấy một ly trà rồi vò nát tờ tiền nhúng vào nó. Lần này thì nó đã trông cũ và thật hơn rất nhiều. Tiếp đó, tất cả tiền đều được làm cũ theo cách như vậy. Hai người vất vả hồi lâu đã có thành quả của mình. Cuối cùng, thời khắc sử dụng đồng tiền là quan trọng nhất. Anh trai liều lĩnh đến một quầy tạp hóa để mua hàng. Ai ngờ ông chủ vừa cầm vào tờ tiền đã thấy gì đó. Điều này khiến anh trai sợ vãi cả nồi. Ông chủ nhìn tiền lần nữa, lập tức tóm lấy cổ tay anh trai. Thấy vậy, Sadip vội vàng lao đến giải cứu. Hai anh em ba chân bốn cẳng bỏ chạy tụt hết cả quần. Đám người cũng điên cuồng đuổi theo muốn báo cảnh sát. Bọn họ chạy thục mạng đến được một con hẻm. Đợi mãi không thấy người đuổi theo mới biết mình thoát nạn. Đến tối, hai anh em về, vội đốt hết đống tiền vất vả cả tuần mới làm ra. Sadip cầm tờ tiền một hồi lâu vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Phía khác, ta có Sơ Lôn là trùm tiền giả của Ấn Độ, kẻ nắm giữ tới 99% lượng tiền giả đang phát hành. Hôm nay rất nhiều cảnh sát và đặc vụ đang theo dõi hắn, đến khi họ ập vào đột kích căn nhà hắn đang giao dịch. Quả nhiên phát hiện cực kỳ nhiều tiền giả được giấu ở đây. Ai ngờ khi áp giải, đám tội phạm này ra đến ngoài, bất ngờ đàn em Sơ Lôn xuất hiện gạ gục rất nhiều cảnh sát. Sau một hồi đấu súng kịch liệt, Sơ Lôn đã vội thoát đi. Trong khi trốn chạy, hắn còn bắn chết em trai của cảnh sát trưởng. Điều này gây phẫn uất cho cảnh sát trưởng tột cùng. Bên này, Sadip mân mê tờ tiền cuối cùng cũng hiểu. Cậu bắt anh trai nhắm mắt lại, rồi đưa ba tờ tiền để phán đoán tiền thật giả. Không ngờ anh trai chỉ nhắm mắt mà vẫn nhận ra. Hóa ra là họ chọn loại giấy làm tiền chưa đúng. Lập tức hai người lùng sục khắp nơi để tìm loại giấy phù hợp. Bất cứ giấy gì trên đời họ đều thử qua, nhưng loại giấy đặc biệt này trên thị trường căn bản là không có. Ngay khi cả hai muốn từ bỏ, Sadip lại tìm thấy hy vọng. Ghép hai tờ tạp chí lại với nhau sẽ cho cảm giác như sờ vào tiền. Hai người bắt tay vào in. Đầu tiên biến tờ tạp chí thành màu trắng. Sau đó in mỗi mặt tiền lên một tờ. Tiếp theo phết một lớp keo và ghép hai tờ lại với nhau. Họ ghép một lớp ánh kim lên bề mặt. Tiền thật sự đã rất cứng rồi. Bước cuối cùng là dùng nước trà biến tiền trở nên cũ kỹ. Hai người mang vẻ mặt lo sợ một lần nữa thử ra chợ tiêu tiền. Lần này Sadip trực tiếp xông vào tạp hóa. Bên ngoài anh trai cầm sẵn tay đề phòng bỏ chạy. Bên trong Sadip bắt đầu hiểu thế nào là cắn rứt lương tâm. Nhưng không ngờ anh đã nhận được một chai nước thật sự, thậm chí còn có cả tiền thối lại từ ông chủ quán. Hai người phấn khích ngồi trên chiếc xe ba gác trở về, cuộc đời chính thức bước sang trang mới. Từ bây giờ, họ có thể mua bất kỳ thứ gì trên đời. Sadip nhớ lại quá khứ lúc còn nhỏ mẹ mất sớm. Bố vì buôn tiền giả phải bỏ trốn suốt ngày, cứ 10 ngày lại phải chạy trốn vì sợ cảnh sát bắt. Nhưng một lần, hai bố con đi tàu hỏa, Sadip mệt ngủ thiếp đi, người bố đã tranh thủ bỏ mặc cậu lại. Sadip lúc tỉnh lại chỉ thấy xác bố dưới đường dây tàu, còn người dân xung quanh tranh nhau nhặt lấy tiền giả. Kể từ đó, Sadip phải tự mình bon chen với đời. Cậu nhóc buồn chán thường vẽ dưới đất, người qua đường thấy quá đẹp thường thả tiền lại. Cũng từ đó mà cậu quen với người anh em bu lông của mình. Hai anh em cứ vậy bươn trải trong nghèo khó suốt 15 năm. Giờ đây làm được tiền giả coi như đã đổi đời. Anh trai ngu ngốc đi khoe với bạn mình làm được tiền giả. Cậu ta liền hào hứng phân phối tiền giả chỉ với 10% lợi nhuận. Không lâu sau, hai người đến gặp một ông chủ công trường, lại yêu cầu ông ta đưa họ 2 tờ 500 ruby. Sadip đưa xuống bàn trộn với một tờ tiền giả, sau đó ra một vụ cá cược, chỉ cần ông ta tìm được tiền giả sẽ được 100.000 ruby, nhưng nếu không tìm được cũng sẽ mất 100.000. Ông ta chấp nhận cá cược, nhưng sau một hồi quan sát tỉ mỉ, ông không thể phân biệt chỉ đành nhận thua. Chủ công trường yêu cầu Sadip lấy ra đồng tiền giả, không ngờ chủ nhân làm ra nó cũng lắc đầu bó tay, quá thuyết phục trước loại tiền giả này. Chủ công trường liền đặt hàng luôn 20 triệu ruby, hai anh em ăn 40% sẽ được 8 triệu ruby tiền thật, hẹn một tuần sau giao tiền. Hai người vui sướng đến tột độ, nhưng anh trai thắc mắc lấy đâu ra vật liệu để in ra 20 triệu ruby. Số tiền này đương nhiên là một số tiền rất lớn, nhưng xưa vốn có câu tiền luôn làm hoa mắt con người. Vì để in ra được số tiền lớn, Sadip trực tiếp tìm đến người chú ở công xưởng in với hy vọng thuyết phục ông gia nhập hội tiền giả. Ông chú mặc dù muốn kiếm tiền nhưng vẫn sợ bị tóm. Vì để có thể xóa bỏ nghi ngờ, Sadip cùng người chú đến quán cà phê. Anh dùng tiền giả để trả tiền hai cốc cà phê. Chủ quán soi đi soi lại vẫn không hề biết. Nhìn thấy tiền giả của Sadip dễ dàng chi tiêu, người chú biết là cơ hội ngàn năm có một. Ông lập tức lấy ra toàn bộ gia sản để mua thêm máy in. Nửa đêm vẫn tranh thủ sửa lại công xưởng. Nhưng bỗng chốc có khó khăn cực lớn hiện ra. Có một thứ mà có tiền cũng không mua được, chính là loại giấy chuyên dụng dùng để in tiền. Nhưng bây giờ phóng lao phải đi theo lao, nếu đã không thể mua được giấy, vậy thì đi cướp.
Nửa đêm hai anh em tìm đến nhóm côn đồ, thỏa thuận với chúng về việc cướp nhà máy giấy quốc gia. Sau khi lập xong kế hoạch, rất nhanh chóng đám côn đồ xông vào nhà máy. Sau khi khống chế được hết bảo vệ, bọn họ lao vào nhà kho mau chóng tìm đúng loại giấy. Cứ như vậy, từng cuộn giấy lớn dùng để in tạp chí được mang ra. Để tránh lạc hướng, tránh bị nhà nước phát hiện, Sadip cũng lấy thêm một số cuộn giấy khác nữa. Mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch. Nhóm người khẩn trương in hàng loạt những tờ tiền mệnh giá 500 ruby. Tất cả máy móc hoạt động suốt đêm không ngừng nghỉ. Lần này vì được dùng đúng loại giấy chuyên dụng, tờ tiền hoàn hảo đến mức khó tin. Nhưng chúng vẫn được cho vào máy giặt để gạo độ cũ. Cuối cùng, chỉ trong vòng một tuần, 20 triệu ruby đã được sản xuất và đóng gói thành công. Sau khi mang đến giao hàng cho ông chủ công trường, ông chủ cực kỳ hài lòng trả cho họ 8 triệu ruby, còn hẹn xây xong vài căn chung cư sẽ tiếp tục hợp tác. Sau lần này, hai anh em đã kiếm được bội tiền, nhưng lòng tham con người đúng là vô đáy. Họ vẫn cần mẫn sản xuất tiền giả suốt ngày đêm. Người ta bảo tội phạm sẽ không có lần cuối cùng, và lòng tham của con người cũng không có đáy như vậy. Hai anh em lợi dụng đàn em của mình mở rộng kênh phân phối, chả mấy chốc tiền giả Sadip làm ra đã được phát hành mọi ngóc ngách. Mặc dù đã là tỷ phú nhưng bạn gái vẫn chưa biết gì, vì thế sau khi cả hai kết thúc buổi hẹn, bạn gái vẫn giữ thói quen cũ thanh toán tiền. Nhưng lần này Sadip nhất định không để vậy nữa, anh đến gặp lễ tân yêu cầu trả lại thẻ cho bạn gái, sau đó rút ví ra định thanh toán tiền, nhưng chần chừ một hồi lại rút trong túi ra tiền giả để thanh toán. Lát sau khi Sadip dẫn bạn gái về, một nữ cảnh sát chuyên chống tiền giả Diana vô tình vào ăn ở đây. Khi cầm tờ tiền thối lại liền cảm thấy không ổn, ngay lập tức yêu cầu nhân viên cho xem những tờ 500 ruby khác. Quả nhiên cô nhận ra tất cả chúng đều là tiền giả. Bên này chủ xưởng in cảm thấy đủ muốn dừng lại, nhưng Sadip cùng anh trai nhất quyết muốn in thêm nữa. Hai người ra sức thuyết phục ông chú phải làm tới cùng. Đến nước này, ông chú chỉ đành làm thêm vụ cuối. Phía Diana mang tờ tiền giả về cơ quan, không ngờ máy chống tiền giả cũng không phát hiện được, thậm chí phóng to cũng không có khuyết điểm nào. Cô chỉ biết chúng nặng hơn tờ tiền thật một chút. Quả nhiên họ phát hiện do chúng được ghép từ hai tờ giấy tạp chí. Diana biết chỉ có công xưởng giấy mới làm được điều này. Phía Sadip thì vẫn chưa biết nguy hiểm cận kề, vẫn miệt mài sản xuất tiền giả hết mức công suất. Chả mấy chốc đã chất tiền hết cả nhà kho. Sadip tiếp tục mở rộng kênh buôn tiền. Tiền giả không chỉ được phân phối khắp Ấn Độ, mà còn được mang sang những quốc gia láng giềng như Nepal, Bangladesh hay Pakistan. Các bịch tiền dùng mọi cách vượt qua biên giới, sau đó được các ông chủ trả tiền cho các công nhân, các máy đếm và cây ATM không thể phát hiện. Do vậy, tiền giả đã tràn lan khắp trên thị trường. Phía Diana cảm thấy mọi chuyện sắp vượt kiểm soát, cô lập tức báo cáo mọi chuyện lên cấp trên. Cấp trên đồng ý đưa cô lệnh khám xét các công xưởng in trong thành phố. Diana đưa giấy này cho cảnh sát trưởng. Ai ngờ cảnh sát trưởng vì đang bận tâm mối khác nên không quan tâm. Diana hết cách chỉ đành tìm đến một cách sát vương. Cô đề nghị nhờ ông cùng mình đi ngó qua các công xưởng, bởi chỉ cần ngó qua là biết có làm tiền giả hay không. Hai người sau một ngày vật vã tìm kiếm đã đến xưởng in của Sadip. Bên trong ba người vẫn đang miệt mài in tiền giả. Đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên. Ngay lập tức bọn họ bắt đầu hoảng loạn. Họ nhìn xuống thấy cảnh sát đứng ở cửa ngoài. Cũng may Sadip kịp định thần đưa ra kế hoạch. Anh yêu cầu người chú ra mặt cản trở cảnh sát, còn hai người sẽ dọn dẹp hiện trường. Anh trai yêu cầu Sadip tắt máy in gấp, nhưng Sadip vẫn tham lam muốn cho chạy nốt mẻ giấy này. Hai thằng cứ vậy đứng cãi nhau một trận. Không may bên ngoài Diana đến cửa nghe được tiếng máy. Cô lập tức yêu cầu chú phải mở cửa ngay. Bên trong hết cuộn giấy, Sadip vội tắt máy, sau đó ôm đống tiền chưa kịp cắt vào trong. Rất nhanh cánh cửa mở, Diana cùng đồng sự bước vào. Hai người bên trong không ai dám thở mạnh, chỉ cầu xin cảnh sát mau chóng rời đi. Không ngờ Diana lại dùng chiếc đèn pin huyền thoại cẩn thận quan sát hết mọi ngóc ngách. Đến phần đoạn cắt, cô đã phát hiện những tờ giấy in tiền giả còn sót lại. Cô đang hướng đến thùng tiền giả phía trước. Sadip biết sắp bại lộ nên biến thành quái vật. Anh lặng lẽ cầm cờ lê bước đến phía sau Diana. Ngay thời khắc định mệnh, điện thoại cô đột nhiên reo lên. Hóa ra là cấp trên ra lệnh phải gấp quay về trụ sở. Diana hết cách chỉ đành quay về. Thời khắc nguy hiểm do vậy cũng qua đi, nhưng anh trai lo sợ đến chất vấn Sadip. Có phải là lúc nãy cậu muốn sát hại cô cảnh sát kia? Sadip ném thanh sắt trong tay nói chả có gì cả. Hai người nhẹ nhõm tiếp tục công việc, nhưng người chú lại cảm thấy nguy hiểm. Nói chắc là Thượng Đế chỉ điểm và cầu xin Sadip dừng lại ở đây. Nhưng Sadip cho rằng suy luận của ông là sai lầm. Cảnh sát đến nhưng họ không bị bắt. Điều này có nghĩa là Thượng Đế đứng về phía họ. Quả thật tiền đã làm mở mắt Sadip. Không lâu sau, anh ta đột nhiên nhận đơn hàng cực lớn. Nhưng lần này, đối phương lại yêu cầu Sadip đích thân vận chuyển. Sadip cảm thấy nguy hiểm vốn dĩ không muốn nhận. Không ngờ đối phương lại nâng tỷ lệ ăn chia lên 30%. Lòng tham lần nữa khiến Sadip đồng ý. Nhưng khi bắt tay vào làm, họ lại phát hiện họ sẽ không đủ giấy để in 500 triệu ruby. Giờ đi ăn trộm cũng không thể được nhiều như vậy. Đến mức này, Sadip lại nghĩ ra một kế. Anh lập tức đi xin giấy phép thành lập công ty truyền thông.
như vậy có thể chính đáng được nhập giấy in tạp chí về, sau đó cũng giả vờ tuyển nhân viên viết tạp chí rầm rộ, nhưng mục đích chỉ là che mắt mọi người. Ham muốn của con người được nâng lên thì vĩnh viễn không bao giờ đủ. Sau một tháng điên cuồng in tiền, xe Deep cuối cùng đã chở cả một xe tải tiền đi giao. Hai anh em đang bon bon trên đường, không may thế nào bất ngờ lại gặp một chốt cảnh sát. Xe Deep đưa giấy thông hành nói trên xe đều là tạp chí, không ngờ cảnh sát vẫn yêu cầu xuống xe. Họ muốn xem hàng để vòi vĩnh chút tiền uống nước, hai anh em hết cách chỉ đành cho cảnh sát xem hàng. Biết được mọi việc đang sắp bị bại lộ, Sa Deep cố ý đá vào thùng chứa rượu loại ngon. Hai cảnh sát nhận được rượu ngon liền vui mừng. Bọn họ đưa cả hai đi đến vệ đường và bắt đầu ra giá. Sau một hồi mặc cả, anh trai dùng 3.000 ruby đút rót là xong. Vậy là cuối cùng họ đã thoát được một mạng. Một lát sau, hai người đến được địa điểm giao dịch. Quả nhiên 500 triệu tiền giả được cất giấu dưới những cuốn tạp chí. Dựa theo giá ăn chia, họ kiếm được tận 150 triệu ruby, hai anh em vui sướng quay về, lập tức gọi bạn bè để chúc mừng cho chiến tích lớn này. Không ngờ sau khi rời khỏi bữa tiệc, trở về xưởng in đã thấy ông nội ở đây. Ông nội biết họ làm tiền giả liền mắng cho một trận tơi bời. Ông quá thất vọng vì đứa cháu mình lại là tội phạm. Hơn nữa vì quá đau buồn, ông lâm bệnh nặng, hai thằng cháu vì quá thương ông, liền quyết định từ bỏ làm tiền giả để làm lại cuộc đời. Hôm sau, Sa Deep ôm chầm lấy ông, hứa rằng cháu đã phá bỏ xưởng in tiền giả là một người tốt. Cùng lúc này, Diana ở cục phòng chống tiền giả. Các máy đếm tiền phát hiện được tiền giả khắp nơi trên bản đồ. Cô đã viết ra một phần mềm. Nhờ đó, tờ 2.000 ruby dễ dàng bị quét ra chỉ bằng điện thoại. Dựa vào máy đếm tiền của Diana phát hiện ra tiền giả, cảnh sát liên tục bắt được tội phạm tiền giả khắp nơi. Chiến dịch truy quét lớn được thành lập trên khắp cả nước. Hàng ngàn tội phạm đã bị sa lưới trong thời gian này. Ông trùm sơ lôn cũng mua về một chiếc máy đếm. Mạng lưới của ông gần như sụp đổ kể từ khi chiếc máy của Diana ra đời. Bất ngờ đàn em đưa hắn một tờ 500 ruby, sơ lôn cho vào máy không hề bị phát hiện. Hắn biết mình muốn sống thì phải làm ra loại tiền tinh vi như thế. Rất nhanh khi Sa Deep đang ngủ đã bị một nhóm côn đồ vây quanh, anh trai bên này cũng bị một nhóm cầm súng tiến đến, hai người nhanh chóng bị chúng bắt về. Tất nhiên sơ lôn chính là ông chủ đứng sau, chỗ này quay về đầu tập 1 và đầu tập 2. Sơ lôn hỏi tờ tiền này là do ai làm, Sa Deep hiểu chuyện ngoan ngoãn nhận tội. Không ngờ thuộc hạ dùng súng bắn chết anh trai khiến Sa Deep đứng hình, nhưng nhìn xuống lại thấy anh trai vẫn sống. Hóa ra cây súng đó không có đạn, hiển nhiên đó chỉ là lời đe dọa của đối phương. Sa Deep được đưa đến trước mắt của tên áo đỏ, lúc này anh mới biết được thân phận của hắn. Trên thực tế, Sơ Lôn kiểm soát 90% tiền giả ở Ấn Độ, nhưng tờ tiền mệnh giá 2.000 ruby của ông ta đã bị bắt bài. Sa Deep cầm vào liền nói loại giấy in tiền rất chuẩn, nhưng khi nhìn kỹ các hoa văn chi tiết có nhiều chỗ đã làm sai. Điều này sẽ dễ dàng bị máy móc phát hiện. Sơ Lôn nghe xong như bình tĩnh cả người. Hắn lập tức đưa Sa Deep ra ngoài nói chuyện riêng đề nghị hợp tác. Cậu thiết kế tiền giả còn phân đối để ông ta lo. Chỉ cần vài năm hai người sẽ giàu nhất Ấn Độ. Vì Sa Deep đã hứa với ông nội nên muốn từ chối. Không ngờ Sơ Lôn lại lấy tính mạng của người chú và anh trai để đe dọa. Sa Deep biết hắn có hàng ngàn tay súng đàn em. Cậu hết cách chỉ đành đồng ý yêu cầu của hắn. Sơ Lôn đưa hai người băng qua sa mạc rộng lớn. Căn cứ bí mật của hắn nằm Bangladesh. Ở đây nhờ những thiết bị hiện đại, Sa Deep vẽ lại các chi tiết chính xác đến 100%. Sau đó, Sơ Lôn lại đưa hai người xuống căn hầm bí mật, bên trong đều là những máy in tối tân nhất nhập khẩu từ Đức. Nhiệm vụ của hai người chính là tạo ra tờ tiền mệnh giá cao nhất hiện nay. Thiết kế của tờ tiền 2.000 ruby vô cùng phức tạp, mức độ chống giả vô cùng tinh xảo, khiến Sa Deep thất bại triền miên, hàng trăm lần vẫn bị máy đếm phát hiện được. Nhưng nhờ có sự kiên trì hơn người, đến tờ tiền thứ 500 máy đếm đã cho qua. Sơ Lôn cầm lên biết nó chính là tờ tiền hoàn mỹ, đây chính là tiền thật chứ không phải tiền giả nữa. Có thể nói giờ đây bọn họ chính là chủ của kho bạc quốc gia. Ngay lập tức bắt đầu tiến hành sản xuất một lượng tiền cực lớn. Không lâu sau, khối lượng tiền quá lớn làm hại đến nền kinh tế. Bangladesh báo về tự dưng giá cả tăng phi mã. Cảnh sát trưởng vì thế đã lập chuyên án nguy cấp số 1. Diana cũng tham gia vào chuyên án này. Chuyên án kết hợp với quân đội của Bangladesh. Cảnh sát dựa theo thông tin tình báo phục kích trong rừng. Nhóm người của Sơ Lôn không biết vẫn đến địa điểm giao dịch. Rất nhanh chóng một cuộc đấu súng ác liệt diễn ra. Nhóm tiền giả vừa bỏ chạy vừa bắn trả. Không may chúng chạy vào đường cùng. Quân đội bao vây lần lượt từng kẻ bị hạ. Không muốn chết, chúng chỉ đành đầu hàng. Đệ tử ruột của Sơ Lôn nhanh chân bỏ chạy, nhưng cảnh sát phát hiện lập tức đuổi theo. Cuối cùng, tên này vẫn bị bắt sống. Nhờ tên này, cảnh sát trưởng đã nắm được nhiều thông tin quý giá. Ông cũng nhận ra máy đếm không thể phát hiện loại tiền này. Chúng thật đến 100%, cần ngăn chặn gấp loại tiền này bị phát hành nhiều hơn. Đàn em phụ trách chuyển tiền bị bắt khiến Sơ Lôn như ngồi trên đống lửa. Ông ta tìm đến Sa Deep để bàn về kế hoạch, muốn Sa Deep sẽ phụ trách việc tuần tất cả tiền giả từ Bangladesh vào Ấn Độ một lần. Sa Deep nói rằng cậu sẽ chấp nhận nếu được chia một nửa. Sơ Lôn mỉm cười nói cậu có biết số tiền là bao nhiêu không? Chỉ 1% thôi cũng đủ giàu nhất định Bắc Bộ rồi. Sau một hồi đàm phán,
Cuối cùng họ đã thống nhất Sadip được 15%. Hôm sau Sadip đi uống nước, vô tình lại gặp Diana ở đây. Hai kẻ độc thân già lại tự dưng lại trúng tiếng sét ái tình. Họ ngồi ăn trưa cùng nhau hết sức vui vẻ. Sadip chém gió mình nhà nhân viên môi giới bất động sản. Vừa hay Diana cũng đang cần tìm một căn chung cư, Sadip liền trở về nhà kêu đàn em sắp một căn nhà. Hóa ra anh đã biết Diana là một cảnh sát, ngay sau đó hẹn cô vào xem nhà như thật. Lợi dụng lúc Diana đang mải mê xem nhà, Sadip giả vờ mượn điện thoại gọi nhờ một cuộc. Sau đó lén cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của cô, đồng đội phối hợp kéo dài thời gian quá tốt, Sadip vừa kịp cài xong trước khi trả lại. Diana tìm được căn nhà ưng ý rối rít cảm ơn Sadip. Khi Sadip rời đi còn cố gọi lại anh, muốn hẹn anh tối thứ bảy lại đi ăn cùng. Kể từ đó tất cả tin nhắn của Diana đều bị Sadip đọc được. Phía tên đàn em của Sơ Lôn làm việc với cảnh sát cho hắn nghe mật mã nghe lén của đám tội phạm. Hắn liền phiên dịch được. Vụ vận chuyển tiền lần này có tới 1.200 tỷ ruby. Cảnh sát nghe xong mà căng thẳng, bởi số tiền này có thể làm khuynh đảo Ấn Độ. Phía Sadip vẫn đi hẹn hò với Diana, càng ngày Diana càng mê anh như là điếu đổ. Cô cảm thấy Sadip vừa đĩnh đạc lại có một sự tự tin của một tỷ phú. Nhưng đang khi hai người sắp ăn nhau thì bạn gái cũ của Sadip đến làm phiền. Vì biết đó là người yêu cũ, Diana lại chủ động bón cho Sadip ăn thìa của mình, khiến bạn gái cũ cảm thấy ngượng ngùng và phải bỏ đi. Đúng lúc này, Diana nhận được tin nhắn về họp khẩn, cảnh sát trưởng viết ra con số 1.200 tỷ ruby. Diana liền nói nó tương đương cả một con tàu, vì vậy họ sẽ tập trung vào mọi hình thức vận chuyển càng lớn, đặc biệt tập trung vào biên giới Bangladesh và Pakistan. Cùng lúc cảnh sát họp thì bên này Sadip cũng bàn kế hoạch vận chuyển. Vì nắm được tin tức nội bộ của cảnh sát, nên Sadip phải tránh những điểm mà cảnh sát chặn. Cảnh sát cảm thấy bất ngờ vì sao đám tội phạm lại biết. Họ liền ra lệnh tịch thu hết mọi điện thoại, mọi người chỉ dùng giấy để làm việc với nhau. Đồng thời, Sadip cũng báo với Sơ Lôn thông tin của họ bị nghe lén. Cậu đề nghị Sơ Lôn phải tìm ra kẻ này. Hơn nữa, tuyến đường vận chuyển cậu sẽ chỉ nói vào giờ chót. Vì để có thể vận chuyển một lượng tiền lớn như vậy, Sadip đã trực tiếp đến xưởng đóng tàu. Vừa hay, anh thấy một con tàu cực lớn chở được cả sân vận động. Sadip lập tức đàm phán mua luôn con tàu này. Ai ngờ, ông chủ nhận tiền xong còn bán cho họ một con tàu cá lớn hơn. Rất nhanh chóng, hai anh em trực tiếp lên tàu vận tải tiền, cố gắng đưa những container tiền giả này về với Ấn Độ. Ai ngờ được khi sắp đến cảng biển thu mua cá, đồng bọn đã gọi điện báo có cảnh sát trên bờ. Sadip nghe xong cảm thấy hoảng loạn, nhưng giờ anh không còn đường lui nữa rồi, không lẽ phải lang thang với 1.200 tỷ ruby trên biển. Hơn nữa, thuyền trưởng nói nhiên liệu họ cũng không còn được lâu. Ngày nguy cấp, thuyền trưởng nảy ra một sáng kiến. Bọn họ sẽ đặt máy theo dõi ở container rồi ném xuống biển. Rất nhanh họ đã tìm được một nơi có độ sâu không quá 10 mét. Sau khi đưa tất cả các container xuống biển, đoàn người lập tức vào xuồng nhỏ đi lên bờ. Không lâu sau, các du khách trên bãi biển thấy một cảnh tượng lạ, một con tàu không người 9.000 tấn trôi dạt vào bờ. Cuối cùng nó bị mắc cạn ở trên bãi biển. Cảnh sát trưởng trông thấy trên TV liền biết đó là tàu chở tiền. Con thuyền này đã thu hút hết sự chú ý của tất cả cảnh sát. Chỉ chờ có vậy, Sadip cùng đoàn người chấp thời cơ dưới bóng đêm mịt mù. Họ dùng những chiếc tàu nhỏ hơn trục vớt các container ngoài biển. Cứ như vậy, chỉ trong một đêm công việc đã được hoàn thành. Hai anh em cười sảng sặc ngồi trên đống tiền cao như núi. Một cuộc đời vương giả khủng khiếp bắt đầu từ đây. Họ mang tiền đi mua những chiếc siêu xe đắt nhất, mua những căn hộ có view đẹp và đắt nhất thành phố. Hàng ngày tổ chức những bữa tiệc xa hoa đắt tiền, nhưng đổi lại lạm phát của Ấn Độ tăng vọt. Các nhà báo liên tục hỏi bộ trưởng tại sao đồng tiền mất giá. Bộ trưởng cứng họng chỉ biết xin lỗi rồi chuồn. Ngay sau đó, gọi hết cấp dưới họp lại. Diana nói tiền giả máy móc không thể phát hiện. Chỉ đốt lên thì mới biết vì ngọn lửa đỏ hơn. Bộ trưởng ra lệnh phải tóm được lô tiền trước khi nó tuồn hết ra thị trường. Bên này, Sadip cũng đang họp với ông nội. Anh muốn dùng tiền để sửa lại các con đường đã hỏng ở nông thôn. Bởi ông nội vốn luôn muốn hai anh em làm người tốt. Ông cực kỳ tự hào khi thấy Sadip làm điều này. Lát sau, anh mang đến tặng Diana một bức tranh do chính mình vẽ. Trên này đương nhiên có chữ ký của Sadip. Buổi tối, Sadip hẹn hò cùng Diana. Hai người thật sự yêu nhau không thể dứt. Cuối cùng về nhà thì chuyện gì đến cũng đến. Sáng hôm sau, Sadip ngủ dậy trước cảm thấy ân hận. Anh liền lấy điện thoại của Diana để gỡ ứng dụng kia, nhưng đang gỡ thì Diana lại dậy hỏi chuyện. Cũng may vừa kịp gỡ xong trước khi đưa cho cô. Lát sau, Diana vô tình cầm lên tờ 500 ruby, cô bàng hoàng phát hiện trên đó có một chữ ký. Phía bên này, Sadip đang đưa tiền giả ra thị trường. Kênh phân phối của Sơ Lôn cực kỳ lớn nên rửa tiền cũng dễ. Nhưng vì số tiền quá lớn nên nửa tháng rồi mới rửa hết có 10%. Sơ Lôn gọi điện trách móc Sadip làm ăn quá chậm. Phía Diana đến báo cáo với sếp mình, tờ 2.000 ruby cũng có một chữ ký tương tự. Khi phóng to có thể thấy ký hiệu như chữ S ở đây. Cảnh sát trưởng lập tức tìm đến đại gia bất động sản lớn nhất Ấn Độ. Nói tôi biết thừa ông dùng tiền bẩn để mua đất mua nhà, vì điều tra trốn thuế của hắn sẽ bị hủy bỏ. Chỉ cần ông nói ra kẻ vẽ tiền là ai. Rất nhanh chóng hai người đạt được thỏa thuận.
cảnh sát trưởng về gặp bộ trưởng. Quả nhiên lát sau bộ trưởng gọi điện cho đại gia bất động sản kia, trực tiếp hủy bỏ mọi cuộc điều tra chỉ cần hắn tiết lộ kẻ vẽ tiền. Ông trùm này liền gọi điện cho đàn em, yêu cầu hẹn 2 tiếng nữa cần gặp Sadip có việc gấp. Sadip bên này đang hẹn hò cùng Diana, cũng nhận được anh trai báo tin đến điểm hẹn. Đồng thời Diana cũng nhận được tin này, hắn nói muốn mua 100 tỷ ruby nhưng Sadip phải đích thân vận chuyển. Sadik cảm thấy chuyện này không ổn, liền báo cho Solon. Nhưng Solon nhìn đống tiền còn nhiều mãi chưa rửa hết. Hắn điên tiết rút súng ra bắn chết luôn một đàn em, còn dọa sẽ giết cả Sadip nếu không rửa tiền nhanh hơn. Đến nước này, Sadip chỉ đành nhận kèo vận chuyển. Cảnh sát trưởng biết tin vui như mở cờ. Ông lập tức phái Diana đại diện cho bên mua, các đặc vụ cũng được cài cắm bố trí khắp trốn. Bên này, hai anh em lên xe đi đến địa điểm giao tiền. Nhưng khi đến đó, Sadip bất ngờ phát hiện kẻ giao dịch là người yêu mình Diana. Giờ anh mới biết cuộc giao dịch là một cái bẫy. Sadip lập tức cho lùi xe bỏ chạy. Cảnh sát được lệnh cũng liền đuổi theo. Sadip lái giỏi cắt đuôi được cảnh sát, đỗ vào đường hầm. Ngay sau đó đổi sang xe khác mà cảnh sát không hề hay biết. Cảnh sát lúc này đã mất dấu hai người. Họ lang thang khắp bãi đỗ xe tìm kiếm không thấy. Sadip từ từ lái xe ra ngoài với hy vọng thoát thân. Ai ngờ cảnh sát trưởng chặn đầu yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Nhưng vì không có gì bắt bẻ nên để hai người họ đi. Đúng hai người sắp thoát, đồng đội báo kẻ địch đổi xe rồi. Sadip nghe vậy lập tức nhấn ga bỏ trốn. Lần này cảnh sát tổ chức một lực lượng hùng hậu đuổi theo. Sadip lái xe ra đường phố đông người, nhưng bốn phía đều là cảnh sát. Nhìn thấy đối phương đang không ngừng đuổi cận kề, Sadip đột nhiên nảy ra một sáng kiến. Cậu kêu anh trai ném hết tiền ra khỏi phía sau xe. Tiền mệnh giá lớn lập tức tạo nên hiện trường hỗn loạn, mọi người đổ xô ra đường để mà nhặt tiền. Rất nhanh đường kẹt cứng, cảnh sát không thể nào đuổi. Như vậy mà hai anh em thoát thân thành công. Nhưng vì mải ngoái đầu nhìn lại, Sadip vô tình đâm vào lề đường khiến xe lật tung. Hai thằng lại phải chui ra ngoài để mà trốn chạy. Cảnh sát trưởng cùng Diana đến nơi thì hai thằng đã hòa vào dòng người. Vì số lượng tiền quá lớn, thời sự đưa tin chắc là do Solon làm. Solon xem tin tức này hết sức tức giận. Cảnh sát trưởng bên này mô tả cho họa sĩ vẽ lại, nhưng vẽ thế nào cũng chả thấy giống. Phía hai anh em khi chạy trốn về nhà, Sadip lập tức liên hệ cho đàn em Solon cầu cứu đối phương. Không ngờ Solon lại ra lệnh tên đàn em giết Sadip để bịt miệng. Tên sát thủ để hai người lên xe đưa đi đến một nơi xa. Sadip thông minh nhìn qua đã cảm thấy không ổn. Cậu được tức giả ám hiệu cho anh trai mình. Lát sau, chúng dừng xe ở một nhà kho bỏ hoang. Sát thủ giật điện thoại kêu hai người úp mặt vào tường. Nhưng Sadip đã có chuẩn bị từ trước. Đột nhiên rất nhiều xe mô tô xuất hiện đến ứng cứu hai người. Nhìn thấy người của Sadip quá đông, bọn chú chỉ đành thu súng và trả lại điện thoại. Sadip cùng anh trai lên xe tẩu thoát. Ra bên ngoài, Sadip lập tức gọi chú mau đưa ông rời khỏi Ấn Độ. Không ngờ lát sau người chú báo có kẻ đã phóng hỏa xưởng in, ông nội không may đã bị thiêu cháy ở đó. Sadip biết rõ ràng là Solon chỉ đạo, anh căm hận hắn đến mức tột cùng. Người bạn thân đến giúp hai anh em bỏ trốn, nhưng Sadip kêu anh trai bỏ trốn trước, còn bản thân nửa đêm đi đến kho tiền giả của Solon. Tại đây trước tiên hạ gục tên sát thủ, sau đó đột nhập vào bên trong, nhẹ nhàng hạ gục những tên còn lại. Sau một cuộc hỗn chiến loạn tiễn phân thây, Sadip đã hạ gục được tất cả đám đàn em của ông trùm. Anh bắt ép tên đàn em thân cận nhập mật mã mở cửa. Bên trong kho tiền trăm tấn đã ở trước mắt, Sadip nhấp máy gọi video cho Solon. Trước vẻ mặt hoảng loạn của ông trùm, Sadip trực tiếp cầm can xăng đổ xăng khắp nơi, sau đó nói một câu đừng bao giờ khinh thường người khác. Cuối cùng ném chiếc bật lửa vào túi tiền kia. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trước sự bất lực của ông trùm. Từ đây Sadip quyết định sẽ tiêu diệt hết băng đảng tiền giả, vừa giúp ích cho đời vừa để yêu bạn gái Diana. Phần tiếp theo hứa hẹn sẽ cực kỳ hay và hấp dẫn. Các bạn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé. Bye bye!